Đà, Na Đăng Đa là một cái tên rất là đẹp. Đó là từ chữ Na Lăng cộng với chữ Đa. Na Lăng có nghĩa là hoa sen, nó tượng trưng cho trí tuệ. Và Đa có nghĩa là cho, động từ chữ Đa giống như tiếng Pali Đa Đa Tí đó, Đa Na đó, Đa là cho. Như vậy, cái trường này là cái nơi mà đem lại trí tuệ cho rất nhiều thế hệ tăng sinh ở đây. So it was very famous Buddhist learning center of Mahayana. Và đây là một cái nơi trung tâm học thuật Phật giáo nổi tiếng nhất ở, cho Phật giáo Đại Thừa. So Nalanda University was built 3 times. Và cái sự xây dựng trường đại học Nalanda này nó chuyển qua ba, được trải qua ba giai đoạn khác nhau. First 500 AD, Gupta Dynasty was built in Nalanda. Vào thế kỷ thứ 7 thì ngài Huyền Trang từ Trung Quốc qua đây để du học. Và sau khi học đây 4 năm thôi thì ngài trở thành giáo thọ sư ở đây. So when some study our